Ok chúng ta sẽ sang phần uh, câu hỏi về uh, trắc nghiệm chuyên môn 250 câu câu đầu tiên môi giới bất động sản là <laughs> những cái này thì nó không có không có định nghĩa trong luật nhé anh em cứ hiểu thôi và tự suy luận thôi nào câu a khai thác bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất B là trung gian cho các bên trong mua bán chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. C là trợ giúp về các vấn đề liên quan đến kinh doanh bất động sản theo yêu cầu của các bên. D là định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất. Cái này thì nó cũng có trong luật kinh doanh bất động sản đấy. Thì cái đáp án là sẽ đã là đáp án B nhé. Môi giới là trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê loại, lại cho thuê mua bất động sản. Thế là các dịch vụ kinh doanh bất động sản. À, hai là nhà môi giới bất động sản. Công việc nào sau đây được thực hiện thường xuyên nhất? A à, là xác định lượng cung bất động sản nói chung trên thị trường bất động sản. À, đi đặt đếm số lượng sản phẩm, ấy, xác định số lượng hàng đang bán đấy. B là xác định chi phí lợi nhuận, thủ tục pháp lý, hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản. C là xác định trinh xác định chu kỳ phát triển của bất động sản. D là xác định xu hướng giá của bất động sản. Như vậy thì đáp án chúng ta là sẽ đáp án B. Thế là việc chủ yếu là xác định chi phí lợi nhuận, thủ tục pháp lý, hỗ trợ khách hàng thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản. Nha câu 3. đâu là những sai lầm thường mắc phải trong đàm phán a là ngồi vào bàn đàm phán với nhiều phương án phương án chính phương án phụ à, cái này không phải là sai lầm b là ngồi vào bàn đàm phán vào thời điểm thích hợp cái này cũng không đúng c là ngồi vào bàn đàm phán với định kiến à, định kiến tức là khi có định kiến rồi thì sẽ rất là khó đàm phán khó linh hoạt đúng không d cả a b c đều sai như vậy đáp án của chúng ta là C nha. Thực ra cũng chia sẻ thật với anh em là cái bộ câu hỏi này thì tớ không nghĩ rằng là đây là bộ câu hỏi của của người Việt Nam làm ra đâu. Mà quá trình tớ đọc tớ tớ, tớ, tớ trả lời tớ nghĩ rằng bộ câu hỏi này là hình như là các quan nhà mình copy ở nước ngoài xong đó thì dùng Google dịch sang tiếng Việt hay sao ấy chứ còn nếu như mà những người mà có kinh nghiệm làm nghề môi giới thì thì tớ nghĩ họ sẽ không đặt những cái câu hỏi kiểu này nhưng mà thôi mình đi thi thì mình phải làm theo các quan thôi chứ còn mình không phải là người ra đề mình không phải là người chấm thi thôi thì cứ cố gắng mà đọc mà hiểu đến đâu thì làm đến đấy thì chia sẻ với anh em là như vậy thì chúng ta sẽ có rất là nhiều câu hỏi nó rất là buồn cười mà mình tôi cũng không biết dùng từ gì để tả nó nữa nhưng mà tôi cứ phải cố mà làm vậy Nhá. Câu 4. Nhận xét nào sau đây là đúng nhất? A. Đàm phán là một khoa học. B. Đàm phán là một nghệ thuật. C. Đàm phán vừa là khoa học vừa là nghệ thuật. D. Đàm phán là một khoa học, không phải là nghệ thuật. Thế thì um, thôi mình cứ theo lý thuyết đàm phán vừa là khoa học vừa là nghệ thuật đáp án C nha. Câu 5, Tiêu chí nào ảnh hưởng đến quyết định mua bất động sản của khách hàng? A. Mối quan hệ trong gia đình B. Giá mua bất động sản C. Vị trí bất động sản D. Tất cả các tiêu chí trên à, Đúng rồi Mối quan hệ, ví dụ vợ mà cho mua mà không đồng ý mua mà chồng thì cũng chắc không thể tự quyết định được, đúng không? Giá cũng thế, cũng ảnh hưởng và vị trí cũng ảnh hưởng, ok Đáp án D. Tất cả các tiêu chí trên Câu 6, yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản là A là nắm chắc pháp luật kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản. B là có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. C là không bị cấm hành nghề theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. D là tất cả các yêu cầu trên. Đúng rồi, chính xác đáp án D, D là D. 7. Trở ngại tâm lý của khách hàng khi tiếp xúc với người môi giới bất động sản là gì? Trở ngại tâm lý khi tiếp xúc với người môi giới A là không an toàn khi tiếp xúc với người lạ Đúng rồi B là sợ tốn kém thời gian Cũng đúng C là sợ bị quấy rầy liên tục Càng đúng D là tất cả các ý trên Ok anh em mình chọn phương án D Câu số 8 Khách hàng quan tâm điều gì nhất khi tìm hiểu mua chung cư <laughs> này thì mỗi người một ý chứ nhỉ A là hạ tầng kỹ thuật giá cả diện tích sử dụng B là giá cả diện tích sử dụng Vị trí hạ tầng giao thông khu vực C là môi trường sống, chi phí sử dụng, diện tích khu vực D là cả ba ý trên đấy, Đúng rồi, tất tần tật ý trên Câu 9 à, Trong quy trình môi giới, người môi giới bất động sản cần thực hiện công việc nào đầu tiên trong các nhiệm vụ nào sau đây? À, thực làm việc gì trước đấy A. Tìm kiếm khách hàng, quảng bá và giới thiệu bất động sản B là khảo sát thực địa, hồ sơ pháp lý, thẩm định giá. Ừ. C là đàm phán điều khoản, lập hợp đồng, thu phí môi giới. D là chứng thực, giao lưu các loại giấy tờ về bất động sản. Ừ. À, thì, thì ý câu D là bây giờ là mình phải kiểm tra về về thông tin bất động sản đã. Xong rồi bắt đầu mới có tìm kiếm, hay quảng bá, hay là khảo sát các kiểu sau đúng không ra đáp án như ở đây thì nếu mà nói cái việc mình phải làm đầu tiên thì mình chọn phương án D nhá đời D câu 10 yếu tố nào sau đây là quan trọng nhất đối với việc hoạch định chiến lược marketing trong kinh doanh bất động sản a là chính sách nhà nước à B là nhu cầu khách hàng C là lợi thế cạnh tranh D là nguồn vốn à nếu vậy thì mình sẽ chọn là nhu cầu khách hàng chứ đúng không? Mình muốn làm marketing phải tìm hiểu nhu cầu khách hàng đúng không nhỉ? Câu 11 Nguyên tắc của người môi giới Muốn phát triển dài hạn là A. Hướng đến khách hàng B. Làm đến đâu hay đến đó C. Là bằng mọi giá hướng đến thu nhập của bản thân D. Là bằng mọi giá hướng đến lợi nhuận của công ty À thì thực ra thì nhiều bố là bằng mọi giá hướng đến thu nhập của bản thân thôi. À, phần lớn là, là như vậy. Thế nhưng mà nếu mà để mà chọn câu trả lời mà được điểm ấy thì anh em mình phải chọn câu trả lời là hướng đến khách hàng. À, ở đây là mình, mình 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 phải chọn theo lý thuyết nhá. Còn thực tế thì mỗi ông sẽ có một ý thì 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 mình không bàn nhưng mà mình chọn theo câu trả lời để để mà được có điểm thì anh em sẽ phải chọn phương án A nhá. Hướng đến khách hàng. Câu 12 Khách hàng sử dụng dịch vụ do người môi giới bất động sản cung cấp là do A. Được người khác giới thiệu đến người môi giới B. Người môi giới tư vấn rõ ràng, nhiệt tình, chú đáo, sản phẩm phù hợp nhu cầu C. Là khách hàng có tiền nhàn rỗi D. Là thù lao môi giới thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh khác Vậy đáp án hợp lý ở đây là người môi giới tư vấn rõ ràng, nhiệt tình, chú đáo đúng không? Câu trả lời là B, bởi B khi tư vấn câu 13 này khi tư vấn đặc điểm bất động sản nhà ở dự án người môi giới phải cho khách hàng thấy được a là uy tín chủ đầu tư b là khả năng tăng giá c là lợi ích của sản phẩm d là tiến độ thi công Đấy, khi mà tư vấn thì điều quan trọng nhất anh em phải tư vấn được chính là lợi ích nhá lợi ích của sản phẩm nhá đáp án hay c câu 14 vai trò của người môi giới bất động sản là gì a là cung cấp thông tin một cách công khai trung thực cho các chủ thể tham gia giao dịch và làm cầu nối giữa người mua người bán và hưởng phí môi giới b là bán sản phẩm theo yêu cầu của chủ đầu tư c là bán sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng d là bán sản phẩm theo yêu cầu về thù lao và mức hoa hồng môi giới do công ty đề ra về bản chất thì bốn uh, uh, ý này đều đúng thôi nhưng mà để mà một cách khái quát và đầy đủ thì thì câu a nó sẽ là đúng nhất nha cung cấp thông tin công khai trung thực và làm cầu nối giữa người mua người bán câu a nhá à, câu 15 yếu tố môi trường trong phân tích giá trị bất động sản bao gồm các nội dung gì à, yếu tố môi trường trong phân tích giá trị bất động sản a này môi trường vĩ mô và môi trường vi mô à, môi trường b là môi trường bên trong và môi trường bên ngoài C là môi trường sạch sẽ và thoáng mát. À D là tiếng ồn, không khí ngập lụt, ánh sáng, mùi. Uhm, yếu tố môi trường trong phân tích giá trị bất động sản thì câu trả lời là D, à, tiếng ồn, không khí ngập lụt, ánh sáng. Đúng rồi, đấy. Câu 16, trong môi giới bất động sản, nhà ở chung cư tiếp nhận sản phẩm là bước đầu tiên để nhân viên môi giới có thể Ví dụ bây giờ mình bán nhà chung cư khi mình nhận bảng hàng là bước đầu tiên để nhân viên môi giới có thể A là am hiểu về nhu cầu khách hàng, B là am hiểu về đặc điểm của sản phẩm, C là am hiểu về đối thủ cạnh tranh, D là am hiểu về thị trường thì câu trả lời chắc chắn là B rồi, am hiểu về đặc điểm sản phẩm. Câu 16, một danh sách khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm riêng biệt là một danh sách khách hàng tiềm năng cho một sản phẩm riêng biệt là gì? là tức là câu a là một danh sách khách hàng bạn có nhiều trong nhiều năm làm việc b là một danh sách mới được thiết lập dựa trên sự phỏng đoán chủ quan của người môi giới tức là mình tạo một cái danh sách mới dựa trên cái 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 sự đoán của mình đấy câu c là một danh sách rút gọn sau khi sàng lọc từ danh sách khách hàng tiềm năng bằng điện thoại bằng thư từ à. d là một danh sách khách hàng đã thu thập qua các kênh khác nhau Ừ ờ. thì uh, nếu mà chọn đúng nhất thì là câu C là danh sách rút gọn là sau khi đã sàng lọc à, đã được sàng lọc Ok đáp án C câu 18 khi tiếp xúc tư vấn khách hàng người môi giới không nên à, a trao đổi công việc với nhân viên khác à, B là ghi chép thông tin C là lắng nghe khách hàng D là quan tâm đến khách hàng đúng rồi khi tiếp xúc tư vấn khách hàng rồi mà uh, trao đổi với nhân viên khác thì nó lại nhảy mẹ mất khách đi nhỉ? Câu A nhá. Câu 19, khi chất lượng sản phẩm bất động sản như nhau thì phải lấy yếu tố nào để cạnh tranh trên thị trường? À, chất lượng như nhau thì cạnh tranh bằng cái gì? A là cạnh tranh thông tin, B là dịch vụ khách hàng, C là sản phẩm, D là giá bất động sản. À, thì, <laughs> thì Thì ra câu trả lời ở đây thì theo tôi biết thì nó là, sẽ là B dịch vụ khách hàng. À, cũng đúng thôi, dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên thì có những khách hàng họ không cần dịch vụ, họ thích giá có đúng không nhỉ? Yeah. À, thế nhưng thôi mình phải chiều các quan thì mình phải chọn phương án B là dịch vụ khách hàng thì thì nghe có vẻ là đúng nhất, Thế còn thực tế nó sẽ tùy mỗi một khách hàng nhá. Yeah. Có những ông thì phải giá sản phẩm nhá. Yeah. Được chưa? Yeah. Rồi câu 20. Để tăng khả năng thành công khi môi giới, người môi giới cần hiểu khách hàng của mình là ai. Theo đó người môi giới cần phải người môi giới cần hiểu khách hàng của mình là ai à, a không để khách hàng nói quá nhiều à, b là cung cấp thật nhiều thông tin về bất động sản c là lắng nghe khách hàng nói à, lắng nghe khách hàng nói để hiểu khách hàng đấy d là cung cấp thật nhiều dịch vụ liên quan như vậy đáp án là c, c. lắng nghe khách hàng nói nhá anh em nhá